hội đến từ Tiền Giang, Nguyễn Thị Lệ Nam, Tiền Giang. Tình yêu thương cho tôi sức mạnh để tôi mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, để tôi quyết định. Tôi biết tìm định hướng và tôi biết xây dựng những giá trị tốt đẹp. Với vương miện Hoa hậu 2022, tôi nghĩ đó là vương miện của sự hành động. Vina Woman, một người phụ nữ bản lĩnh dựa trên tình yêu thương, đã tiếp cho tôi một nguồn sức mạnh to lớn để tôi có thể hành động, bảo vệ và kiến tạo. 2, 3. Đẹp nha Nam Em. Cái này nó khác chút nữa vừa hay đó. Lắm nha Nam Em, rất đẹp á. Thằng em Nam Em còn sức khỏe cũng không được tốt cho lắm, nhưng mà ngày hôm nay phải nói là cảm ơn em rất là nhiều. Em đã rất là hết sức và hết mình khi mà mặc dù mệt cỡ nào, khi mà bắt đầu cái buổi chụp hình thì em rất là tập trung, rất là nghiêm túc và rất là cố gắng để làm sao để có được một cái bức ảnh đẹp. À, cảm xúc xuống 2. Tiếp nào, 2, 3, 2, 3.